Tuyệt rồi. Úi giời, lên chạy đâu. Tuyệt rồi. Úi giời, lên chạy đâu. Đồ câu lục phương thảo fishing, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Trời, cái này là đá tí năm tăm hạt mưa anh em ạ. Để cắm cái ô để ngồi đây. Công nhận là đi câu kéo thời buổi hiện đại nó cũng sướng anh em. Ngày xưa nắng chết cha chết mẹ là không có ô, không có cái cây cối ngồi là hết hơi. Bây giờ có cái ô đi câu cảm giác nó sướng hơn hẳn. Nhiều đá quá à, rồi chỗ một tí đất hơi rậm rạp quyết định. Thì dạo gần đây em thấy nhiều các fanpage ấy lên cứ chia sẻ là bán mùi củ chua phương thảo, nhưng mà thực ra là em không bán mùi củ chua các bác nhá. Ngày xưa có đợt thì em rỗi thì em bán thôi, nhưng đợt này em làm nói chung là nó bận quá không thời gian bán mùi được. Với lại làm cái này thì sự anh em mà nó rất là cầu kỳ và nó rất mất nhiều công luôn. Để nói chung là sau này có thời gian rảnh rỗi khả năng là cũng bán thêm cái món hải tí nhé. Còn đâu rồi, hiện tại như bây giờ chưa bán nhiều. Anh em ở trên đấy em cứ thấy các trang các nhóm người ta chia sẻ ta bán củ chua người ta nó không phải quá. Anh em nhớ nó bị lừa đấy, mồi này đánh thì rất là nhạy luôn. Và có hôm nay em xem là có cả một kênh bán mồi câu cá rất là uy tín luôn, mà lấy video của Phương Thảo đấy, lấy video của Phương Thảo mà đăng lên bán mồi của họ. Thế là họ tự giết họ thôi. Thì anh em ở trên Phương Thảo bây giờ không phải ít người ta lên cái tao biết biết hết là mồi là video Phương Thảo anh mà không phải đánh bằng cái mồi đấy. Nhiều ông rất dở hơi đi lấy mồi lấy video người khác đăng lên bán mồi của mình. Thế có dở không ấy nhỉ? Rồi, trời hôm nay thì tiết trời rất đẹp, anh em mình bắt đầu là săn hàng các bác nhé. Đằng sau đây toàn hoa xuyến chi. Toàn hoa xuyến chi anh em ạ. Tiết trời mưa quá. Mưa gió này. Đây chủ đạo của em vẫn là mồi. Mồi thì hôm nay em để hôm nọ là mồi đi đánh thừa, thành ra em gói nó không được kỹ, là trong màu nó cũng không được vàng tươi lắm, chứ lấy trong hũ ra nó vàng tươi. Anh em mổ này các bác nhìn này, chất lượng nó mà đạt như này các bác đánh này tuyệt vời luôn. Thấy bác chưa, nó rất là mềm luôn, bóp này nó thành cục. Nhiều anh em cứ bảo là cho lò xo vào cái trục của lưỡi, các bác đừng làm thế. Ngày xưa em đánh cũng vậy nhưng mà nó hay bị sờn trục, nó hỏng trục. Bây giờ các bác cứ bóp một cục này cho vào giữa lưỡi là được nhé. Xong kể cả nó có tan ra đấy, nó chỉ nằm quanh lưỡi là cá vẫn vào đè cơ mà. Đó, các bác đừng có cho thêm cái lò xo vào thì nó phí đi, cho nó hỏng trục đi. Mà giật cá nó hay hụt lắm. Cứ này mà chơi thôi nhé. Rồi, trước tiên bây giờ phải rò cái độ sâu anh em ạ. Rồi, rõ rồi. Đấy, chỗ này là nó cũng hơi bị nhiều đá đấy các bác nhé. Đánh không cẩn thận là dễ là cũng mất lưỡi đấy. Nói chung là anh em đi câu cứ mang theo 2-3 lưỡi dự phòng, chẳng may nó có mất thì có đồ thay. Nhưng cái tầm này mà không có đồ thay thì về thì một lưỡi hỏng, nó sẽ xấu hết nhỉ. Hơi sâu so quy định anh em ạ. Tiết trời này đi câu tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Ok, đẹp luôn. Rồi. Bây giờ bắt đầu là xảo ổ các bác nhé. Vào đi các em ơi.
chó đâu cắn đấy. Vào đi các em ơi. Xào xào xong rồi Nick đánh bó mồi. Mấy trời nhẹ bay bay. Ok. Mặt trời này nó được con nào không? Ở tay đã. Mưa gió ngồi ngắm con cá nó vào thôi anh em ơi. Họ đẹp chưa? Ướt át thật. Đi câu được cái tiết trời như thế này thì ngồi nó thích luôn các bạn, nghe cái tiếng mưa rơi cảm giác nó thanh tịnh lắm. Nó phê. Được rồi. Ủa, đóng rồi nha mọi người, lên ngay. Được rồi. Ủa, đóng rồi nha mọi người, lên ngay. Ủa, đồ phi. Ủa, sổ đồ phi. Ai chạy đâu. Ủa, rồi. Lòng. Ủa, đồ phi to chưa? Ủa, đồ phi to chưa anh em ơi? Nặng não quá. Wow, có vật. Có vật quá ơi. Ý giời, đây rồi. Lại thì rô phi lại vào đây. Đẹp luôn. Ôi giời ơi, được em hàng đầu tiên các bác ơi. Wow, con to. To. Công nhận là cái vợt này nó tốt thật anh em ạ. Vợt này cá đóng cái nữa cũng tự bung ra luôn mà nó không bị mắc. Nó không bị mắc như cái lưỡi cái vợt vải kia. Cái vợt vải đánh đài nó mắc kinh lắm. Mắc dã man luôn đấy. Trời. Được một nhóc đầu tiên. To luôn mà bỏ rõ ở đây luôn các bạn ạ. Vào đây. Vào đây. Đấy. Đẹp luôn. À, luôn rõ đó làm luôn đấy anh em nhé. Tươi đấy. Cảm giác đóng hàng nó phê pha hẳn anh em ạ. Phê. Để như có tê tê. Cái này một cục mồi một con cá này thì tuyệt vời. Thank you.
Đây rồi, đây rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi anh em ơi. Ui, ui hàng 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 anh em ơi. Ui, hàng cũ rồi. Ui trời. Ui, đồ phi bự. Đồ phi bự, đồ phi bự. Đồ phi to chưa? Wow. Ui, phải 3 cân. Trời. Bóng sữa người. Ăn mai. Rúc 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 rúc. Thằng này mất chạy. Nó mèo quá. Ok. To của nó anh. Wow, chó ngay vào túi anh em ơi. Con này to kiểu khủng khiếp. Bự quá. Trời ơi. Ui, cái quạt mo gọi là cụ. Ôi trời. Quạt mo gọi là cụ. Vào đây. Hài nhóc. Ui à. Trời mưa gió cái đóng cái vam hàng ngay. Thấy mới sướng. Mà trời lên hàng. Con này là hơn 2 cân đấy. Như quạt mò. Chó đấy nhỉ. Như quạt mò luôn. Đây có cái cây gì vô trông nó buồn cười cho các bác này. Nè. Đây nó trông như kiểu là cái măng nó đua ra. Giòn đấy, nó cây cây gì các bác. Cái buồn cười chưa? Như kiểu nó gốc măng ấy. Chắc chắc là lụ hay là quả của nó ấy. Đấy, anh em nhìn là chắc là lụ hay quả nó ấy. Trông này rất là giòn luôn. Toàn lá lắn. Chưa đài. Đài phao to đấy. Anh em đang câu đài. Đã thêm 1 cân nữa. 2 cân cho chắc cú. Trong này nó mau bèo tầm bèo. Trước này các ông hay ngồi ở chỗ kia cũng câu cũng được, mà lại cho em bèo số hết rồi. Thường sáng nó bao đông. Hôm nay chắc là cũng giữa tuần người ta không ngồi. Wow. Sáng trời mưa nắm cả cân máy răng luôn ra, có phải ngon không? Có bao nhiêu răng hết bấy nhiêu. Em người ở đâu? Em người ở ngay đấy, gần đây đó. Mình Đức hả? Ngay đầu ngay không? À. Nhà bà ngoại em đây. Gần ngoài đây. Nay không phải làm ăn gì đi câu á. Em mưa gió. Gió ở nhà ai câu. Là nãy em nằm ngoài đó. Mình nằm ngoài nó có nhiều thời gian hơn. Nó không làm được. Rồi câu nhá, ra vị trí cái đã. Về trông coi cần thôi. Cá này ghẹ lôi mất cần là chết dở. Ui à. Ui, tụt mất dép anh em. Chết rồi, tụt mất dép nick ngay cái bụi rồi, gà số hổ đau quá. Địch mấy gài. Đi vội quá, tính ngay người đẹp về trông coi đồ đạc của mình em nhé. Cá lôi mất cần bây giờ.
Úi giời, lên, chạy đâu? Úi giời, lên, chạy đâu? Mày chạy đâu? Vừa. Mày chạy bỏ mắt. Bỏ luôn. Mày. Lên. Wow. Đúng. Đúng mồm. Mày chạy vào mát. Xúc xúc anh em ạ. 46T của em. Không thể chạy được. Lên. Wow. Ok. Wow. Em biết. Wow. Nó còn vượt phía quá anh em ơi. Mày chạy đâu. Ủa lên con vượt ở đây nhỉ. Phê thế. Để chụp bùi hồi, nửa đóng anh em ơi. Chết sợ. Ủa khéo, gỡ khéo cái quả phao. Nhớ cái quả phao đó các bác nhá. Mày chạy vào mắt con ơi. Ui, ủa đánh nhẹ, ui ui. Dã man. Ui, đóng sâu thế. Mày ẩn đúng trong tầm nữa, kinh thật đấy. Rồi. Ok. Khiếp khủng tợ. Ui ảo ơi. Ui anh em mình còn vượt, sợ chưa. Wow. Úi giời. Mày chạy vào mắt. Ây, anh em mình còn vượt khủng kia. Phê chưa. Đã đau vượt vượt tên anh em mất anh em ơi. Úi giời. Ôi. Vào đây mất. Mày chạy này. Ok. Tuyệt vời. Được cả con cá gỡ mà bây giờ này anh em nhìn này. Toàn cây cắm bé bét hết người, hết quần áo các bạn. Sợ chưa? Cái này cỏ nó cắm nó rậm lắm các bạn. Cắm chi chít người ngợm mà. Tớ cũng có. Đúng là mình đi câu mình ngửi quen này không phát hiện ra cái mùi này mấy anh em. Chứ mà đâu ai vừa đến ngửi vào ui mày câu cái mùi gì mà nó chùa nó kinh thế. Nhưng mình câu quen này ngửi nó không thấy nó kinh lắm. Thu đồ về anh em, tầm này nắng rồi cá này hô cứ cắn, nó cắn kém hẳn đấy. Nhưng mà vừa anh em thấy được con vượt đi theo phê, các con vượt này kéo sướng dã man luôn. Cũng như cổ cá gặp con vượt đóng thì tuyệt vời. Này là cũng gặp rất nhiều hàng. Buổi sau này cũng là rất là may mắn anh em, cứ chọn những thời tiết ngày nó kiểu nó giỏi ấy, trời nó mưa ấy là đi câu rất là ok luôn.